see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp 88. Thì bên em lại về dòng Equip 2 Beat của quốc tế và cái dòng Equip 1 nội địa. Về đợt này thì có đủ các loại size, size S và size M các anh chị nhé. Size M thì nó phù hợp cho những anh chị vừa qua shop xem mà nó chưa có, thì đợt này có rồi thì các anh chị bớt chút thời gian qua xem những cái dòng size M nó cao hơn rất là nhiều và nó sẽ vừa với các anh chị, cao tầm khoảng 1m7 và hoặc là 1m65, mình ngồi nó rất là thoải mái, nó êm. Thì hôm nay em ráp hai con xe lên thì em cũng review về cái cấu hình của hai chiếc xe này, đồng thời và so sánh giữa cái con Equip 2 Lit này và cái con Equip 1. Equip 2 thì giá nó rẻ hơn độ 500.000 nhưng mà cấu hình nó lại cao hơn một chút. Đấy, và bản này là bản quốc tế thì rất là nhiều các anh chị hoặc là các anh em thanh xem những cái cấu hình của xe trên mạng rồi. Bây giờ thì thực tế đây thì em có hai chiếc xe và em đánh giá luôn hai chiếc xe này cho tất cả các anh chị. Trước hết thì em muốn giới thiệu cho các anh chị cái dòng Equip 2 Lit bản quốc tế này. Thì cái bản này thì hiện tại đây em là size M, con xe em đang review này là size M. Nước sơn của nó thì nó rất là đẹp. Còn về cân nặng của nó thì nó chỉ có 12 kg thôi các anh chị nhá. Về cân nặng, còn nước sơn thì nó sẽ là nước sơn bóng và màu nhám cà phê các anh chị nha, nhìn nó rất là đẹp và lung linh luôn. Đấy. Còn về cái cấu hình thì chiếc xe này cấu hình nó không khác gì cái chiếc xe Equip 1, thậm chí nó cần cấu hình cao hơn một đời, đó chính là cái đời củ đề sau. Củ đề sau thì được trang bị là củ đề Shimano Antut, đấy, nó cần cao hơn cái đời Thule. Còn về cái đùi đĩa thì vẫn được trang bị đùi đĩa Brugel nhưng mà nó giảm đi một đĩa các anh chị nhá, nó giảm đi một đĩa, còn có hai đĩa thôi, nó sẽ chuyển số, nó sẽ không mất quá nhiều cái chuyển số cho những với cái dòng ba đĩa các anh chị nhá. Hai đĩa này thì đi chuyển số nó vừa mượt hơn, nó vừa đi được nhiều số đằng sau hơn, nhiều tốc độ hơn, đi nó rất là sướng. Còn về cái bản ghi đông xe đây thì vẫn được trang bị là một cái ghi đông dài khoảng 70 phân và phanh dầu được trang bị hai bên trước và sau là phanh dầu của Techo, tay đề số của Shimano, hai đĩa và 8 lít các anh chị nhá. Đấy. Ghi đông này thì nó sẽ là ghi đông uốn cong, ghi đông hình cung các anh chị nhá. Đấy, nó sẽ giúp mình ngồi nó sẽ thoải mái hơn và nó cao cái tay lên hơn. Nhưng mà đối với cái cổ phốt của chiếc xe này thì làm nó bớt đi độ 2 vòng thì cổ này nó hơi ngắn các anh chị ạ. Đấy, nó hơi ngắn một chút thôi. Còn về bản bánh xe, bản lốp xe thì vẫn được trang bị là lốp của hãng Giant. Đấy, và nó cải tiến lên là lốp bản trơn. Đấy, rất là nhiều các chú đi xe đường trường đấy, các chú rất là thích những cái bản lốp như này, bản lốp trơn này, đạp đường trường nó rất là lướt. Và bản này thì nó đang là 700x38C. Đó, đi nó cũng khá là êm luôn. Về cái chiếc xe này, nếu anh chị nào mà muốn trực tiếp qua xem xe thì có thể qua bên shop số 10 Phạm Tấn Tài để trực tiếp xem cái mẫu xe Equip Hybrid này bản quốc tế. Tiếp theo cái mẫu Equip 1 bản nội địa này, thì cái mẫu Equip 1 này thì phiên bản này là phiên bản 2022. Thiết kế cái giống khung thì nó giống như cái dòng Equip 2 kia, nhưng mà màu sơn nó sẽ khác. Màu sơn thì được trang bị là màu nhám đen. Đấy, màu nhám đen đấy, nhìn rất là đẹp, cũng khá là đẹp cho các anh chị nào thích cái màu kiểu màu nhám đen như này. Đấy. Còn cấu hình thì nó không khác gì. Cấu hình thì bản lốp của xe, bản lốp thì vẫn là bản lốp của Giant, bản lốp có 35C thôi, thì nó có nhiều vân gai hơn, nhiều cái rãnh gai hơn. Đi thì nói chung đi thì nó cũng khá là lướt thôi, nhưng mà cái bản vân gai này thì nó cũng không thích bằng cái bản lốp trơn như kiểu kia, em thích kiểu trơn kia hơn. Đấy, bản này thì bản bánh nó nhỏ hơn một chút. Về cái đùi đĩa này thì được trang bị là đùi đĩa 3 tầng của Brugel. Đó, đùi đĩa này thì 3 tầng kết hợp với đằng sau là 8 lip thả 8 tầng các anh chị nhé. Lip của Shimano.
Ngoài ra thì cụ đề của chiếc xe này thì vẫn chưa được nâng cấp. Chiếc xe này thì cụ đề vẫn được trang bị là cụ đề Shimano Tourlay, đời thấp nhất của dòng Shimano. Nên là để mà nói cấu hình bề ngoài thì em thấy con XKEP Hybrid này thì nó cần cao hơn so với cái dòng XKEP 1 nội địa này. Nói về cái kiểu dáng của hai chiếc xe này thì kiểu dáng hai chiếc xe này thì nó tương đồng giống nhau, và nó chỉ khác một số cấu hình bên ngoài như là cụ đề và cái đùi đĩa. Ngoài ra thì nó khác nhau sự lớn nhất cái là nước sơn. Đấy, cái màu sơn, màu của xe thì nhiều các anh chị lại thích màu nhám đen hơn, và cũng có nhiều các anh chị thích kiểu màu cà phê này hơn. Cà phê thì nó nhìn nó sáng hơn so với cái màu nhám đen này. Đấy. Còn cấu hình thì nó sẽ tương đồng giống nhau, cơ bản là giống nhau. Còn về bản thiết kế khung sườn thì các anh chị để ý là nó không khác gì nhau cả. Nó chỉ khác chút về cái ghi đông, nó uốn cong một chút, hình cung và cổ nó thấp hơn một chút. Hai dòng xe này nó khác chênh lệch nhau một tí, và cái giá của nó thì sẽ bằng nhau. Đấy, giá của nó sẽ bằng nhau. Thì chiếc xe này, chiếc xe XKEP Hybrid này thì nó sẽ không có chân trống. Khi mình phải mua chân trống vào thì nó sẽ bằng cái dòng XKEP 1 này. Nhưng về cấu hình thì XKEP Hybrid thì em vẫn thấy nó cao hơn một chút. Đấy, thì các anh chị nào muốn tham khảo và muốn trải nghiệm những cái dòng xe của hãng Giant, xe đường phố touring, thì có thể qua bên shop và trải nghiệm thực tế hai chiếc xe này. Đấy, hoặc anh chị nào có thể liên hệ qua số hotline 0964005166 và 0936307337 để được COD tư vấn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.